Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục mở hàng online của mình. Tôi mở xong một cái dụng cụ này. Dụng cụ này chỉ kênh Góc Công Nghệ mới biết thôi, còn kênh này thì không biết được nhá. Ngày hôm nay thì vừa mở hàng nốt một cái này. Ô tô điều khiển đồ chơi. Lớn tướng rồi. Vẫn còn chơi ô tô bày đặt nhỉ. À. Cái gì đây? À, giấy giấy mô phỏng ô tô. Thank you, cảm ơn này, shop mua hàng này. Đây sạc này. TX kìa. Điều khiển này. Ô tô nặng phết nhỉ. 8 bánh xe. Mình mua loại 8 bánh xe này cho nó khỏe pin này. Tưởng nó pin nạp nạp chứ, pin này à? Tưởng con này phải chạy pin nạp chứ, thế này. Pin này đắt hơn pin nạp. Con ô tô điều khiển này là 500 nghìn các bạn ạ. Ô tô này là 500k mà chạy pin này thì nhanh hết á. Khả năng mình phải độ pin 18650 thôi. Ở đây. Pin sạc đây nhưng mà cái pin này bé nhỉ. 3,7V này. Khả năng hơi cùi, mình có quả pin này xịn hơn này. À, mình có quả pin này xịn hơn này. Nhưng loại deck vừa. Pin này có tắm nước này, mình mua 115.000 quả pin này rồi. Thôi cứ chạy thử quả này xem đi. Tặng pin con thỏ ấy kia, tưởng là nó cho mình pin đấy. Rất mình. À, pin này để nắp vào điều khiển TX. Chứ con này thì là nó ấy rồi anh em nhé. Nó ấy rồi đây, bật này. À, bật nó nhấp nhấp nháy này. Chứ con này nó pin sạc rồi. Đúng rồi. Tưởng nó cho thừa pin không phải. Hồi bé mình còn chưa được chơi cái ô tô điều khiển này bao giờ. Giờ lớn rồi mình mua để trả thù quá khứ. Đùa chứ nó phục vụ công việc đấy các bạn ạ, không phải là chơi đâu. Ok, chạy ok rồi. Nên là shop nó không lừa, coi như là nó không lừa mình. Sợ hàng hàng hỏng thôi. Mình mua COD không bao giờ mình kiểm tra. Cái này để làm gì đây? À cái này để phun sương. Con này có tính năng phun sương các bạn. Còn cái hàng của mình nữa đây. Giá treo máy khoan. Xấu thế. Bắn vào đây. Treo máy khoan vào. Bánh xe này nó làm bằng cao su này, bám đường này, nộn nước này. Thân máy khá. Đây cái bậc này nó nên được.
trơn. Trơn. Thấp thấp hơn tí. Để cho lên dép thôi mà. Nó đi thôi. Qua cái dép này. Có khi nó lên được cái bậc cái này, cái bậc này này. Lên được cái bậc ở chỗ cây này này, nó không chơi. Ừ, thử cho nó lên đây xem. Lên bậc kia cho có lên được không? Cao quá, thấy chưa? Nó cao quá so với tầm với của nó. Thế thì lúc con như dây thì nó cao thì làm nào? Không cao được chứ. Cho nó lộn đi xem nào. Chẳng còn thua. Chẳng bông đi. Thấy nó cao hết chỗ đây nè. À, nó đi được 4 bánh xếp vào nhau à? Trông như con chó nhỉ. Còn phát thì còn đùm à. Đôi dây điện. Thằng thầy cao ấy. Ấy nhưng mà trông ở à cái này thầy cao thôi thầy. Chúng nó thôi. À chính là đồ chơi à? Vâng, không phải để kéo dây đâu. Thế đây này con để chơi chơi gì? Vâng, test. Test thử thôi. Nặng lắm ấy, nặng phết ấy. Động cơ ở trong này nặng. Thế à? Vỏ bằng sắt được thì tốt. Chứ không phải để kéo dây à? Không. Rồi mình đã nghịch thử cái con này đi hay phết anh em ạ. Cảm ơn tất cả anh em theo dõi video nhá. Hẹn anh em trong những lần mở hộp lần sau. Bye bye.